Vậy thì hỏi mọi người rằng là mình khởi nghiệp cái nào là chắc chắn nhất? Thì thưa cả nhà, tiền là do khách hàng trả hay do ai trả? Khách hàng trả. Vậy thì bài toán chỉ có tư duy khởi nghiệp bằng nghiệp lực thì mới giải quyết được bài toán bền vững và nó tạo ra thương hiệu lâu dài. Tức là nói vậy thôi, kiểu gì kiểu, anh chị em đến đây học thì tôi đã từng kinh doanh và bị phá sản, xong rồi tôi đã từng làm lại và thành công bằng một cái mô hình mới, và tôi muốn giúp cho mọi người không bị dính mắc cái chuyện đó, thì tôi mang cái này tôi chia sẻ cho mọi người, có đúng rồi nha. Và mọi người đến học phải nhận được giá trị và dùng được thì cái câu chuyện trả tiền nó mới bền vững chứ. Chứ còn nếu mà lừa mọi người đến đây học xong không giải quyết được cái bài toán gì cả thì rõ ràng là doanh nghiệp này nó không có bền vững. Tất cả mọi doanh nghiệp nó đều đến từ cái việc như thế này. Đây là doanh nghiệp mà để phát triển bài bản nhá, còn doanh nghiệp chộp giật tôi không có bản. Nó đều đến từ như thế này. Nó bắt đầu từ cái tâm thức của các ngài. Tâm thức, tức là cái tâm thức của mình, là mình khát vọng kiếm tiền hay mình khát vọng trao giá trị cho xã hội, hay mình khát vọng tạo ra một cái mới cho xã hội. Đó là cái tâm thức. Nó bắt đầu từ cái đó. Có phải bất cứ ai khi bắt đầu làm doanh nghiệp đều khởi lên một thứ lý do để cho tôi làm doanh nghiệp? Thì cái lý do đấy nó xuất phát từ cái tâm thức, tức là từ cái khao khát bên trong của mình này. Thì từ cái tâm thức này nó mới sinh ra cái khao khát. Cái khao khát đấy. Vậy thì trong cái tâm thức của con người mình thì nó sẽ có 6 cái tầng tâm thức. Cho nên anh chị em nào học chuyển hóa tâm thức rồi thì hiểu cái này nó rất là dễ. Nó có 6 cái tầng tâm thức. Một là tâm thức vòng vật chất. Vậy thì bản chất là ông mở doanh nghiệp vì ông khao khát kìa. Khao khát kiếm tiền. Ai có một cái lý do mở doanh nghiệp hết mà. Hai là ông mở doanh nghiệp vì cái khao khát là vòng cảm xúc, tức là làm thuê nấu nóng là sự nó chán. Bây giờ mình phải làm chủ đi cho nó, chủ tịch hội đồng quản trị xem nó làm sao, chứ cứ trưởng phòng chán. Mà làm thuê bảo nó cho lên giám đốc nó không cho lên. Đã vậy bố bỏ 1,5 triệu là trở thành chủ tịch luôn cho nó chừa đi. Đấy, thì cái này nó khao khát được khẳng định cái vị thế của mình, nó là danh. Cho nên ông mở doanh nghiệp thôi. Đấy. Còn cái mở doanh nghiệp vì cái thứ ba là cái sinh mạng. Là đứng ở ngoài nhìn và tiên sư cái thằng chủ tịch nó chả làm cái gì. Nó cứ đến họp xong nó ngồi, còn anh em ở dưới làm gần chết. Cho nên mấy cái thằng chủ tịch này có vẻ như nó vừa nhiều tiền mà nó lại vừa nhàn. Nào có biết đâu đêm nó còn không ngủ được, nó nghĩ gần chết xoay dòng tiền chỗ nọ sọ chỗ kia. Còn mình thì đi làm ban ngày 8 tiếng dãy đành đạch, nhưng mà tối về ngủ như trâu ấy. Thế thì thằng nào cũng có nỗi khổ. Nhưng mà vì là nó không biết, nó vô minh, nó không biết, cho nên nó tưởng là thằng chủ doanh nghiệp nó sướng lắm. Như là vòng sinh mạng thôi, thì bây giờ em cũng mở doanh nghiệp xong, bây giờ em cũng làm chủ tịch, em ngồi vào trong nhà xong em khoán kể cho nó làm, xong em ngồi em hốc đấy, kiểu vậy cho nó nhàn đấy. Thì có những anh thì mở doanh nghiệp vì vòng trí tuệ, tức là mình chả nhẽ đời mình mà chỉ kinh doanh được mỗi thứ này à, mình thử mở một thứ khác xem mình có kinh doanh được không, xem cái não của mình là nó có hoạt động được không. Giả sử mất 4 tỷ này hay 2 tỷ này hay 3 tỷ, nhưng mà mình chơi được một ván, mình chơi được một cái game mới, xem mình có chơi được không, đúng không? Đấy, tất nhiên là nhà có 40 tỷ thì mới nôi ra 4 tỷ chơi game thử này, chứ cả nhà có 3 tỷ 9 mà chơi cái game này thì đứt. Cho nên là nó cũng phải đầy cái vòng này thì nó mới chơi được cái vòng này. Cả nhà có hình dung này không ạ? À, thế sau đó là đến cái vòng tiếp theo là chú mới chơi cái vòng nghiệp lực. Đấy, hoặc là mình mở doanh nghiệp là vì mình thấy khách hàng, thị trường có nhiều nỗi đau quá, và mình đã từng gặp phải nỗi đau này. Thì nếu như mà mình giúp cho người khác mà họ vượt qua nỗi đau đấy thì tốt quá. Ví dụ mình trước đây là nghiện hút. Thế là sau khi mình đủ bản lĩnh và mình có cách để mình bỏ nghiện hút, đúng không? Mình cai được nghiện hút thì bây giờ mình mở ra một cái business này, tổ chức hướng dẫn gì cai nghiện, thế là cũng có tiền rồi. Cho nên tại sao mấy bà làm spa thường xấu? Là vì bà xấu nên bà đi làm spa. Bà sau khi bà phẫu thuật xong bảo bọn này làm dịch vụ chán lắm. Cái này mà mình mở ra là chết với mình. Cho nên là muốn giải quyết nỗi đau cho người khác đi làm đẹp thì mình mới mở ra cái dịch vụ gì ạ?
và để giúp cho người khác làm đẹp. Vậy thì có nghĩa là giúp người khác cũng gì? Đi trao giá trị là mình có tiền. Vậy thì xong cuối cùng là về tâm không, mà tâm không mà làm doanh nghiệp thì không làm được. Hỏi anh có cần gì không? Ta không muốn cái gì cả, ta mở doanh nghiệp mà đã tâm không rồi không có khởi. Vậy thì hỏi mọi người rằng là mình khởi nghiệp cái nào là chắc chắn nhất? Thì thưa cả nhà, tiền là do khách hàng trả hay do ai trả? Khách hàng trả. Vậy thì bài toán chỉ có tư duy khởi nghiệp bằng nghiệp lực thì mới giải quyết được bài toán bền vững và nó tạo ra thương hiệu lâu dài. Tức là nói vậy thôi, kiểu gì kiểu anh chị em đến đây học thì tôi đã từng kinh doanh và bị phá sản, xong rồi tôi đã từng làm lại và thành công bằng một cái mô hình mới, và tôi muốn giúp cho mọi người không bị dính mắc cái chuyện đó thì tôi mang cái này tôi chia sẻ cho mọi người, có đúng rồi nha. Và mọi người đến học phải nhận được giá trị và dùng được thì cái câu chuyện trả tiền nó mới bền vững chứ. Chứ còn nếu mà lừa mọi người đến đây học xong không giải quyết được cái bài toán gì cả thì rõ ràng là doanh nghiệp này nó không có bền vững. Vậy thì nếu anh xác định mà anh mở doanh nghiệp để đi giải quyết nỗi đau cho ai ạ? Nỗi đau cho khách hàng thì doanh nghiệp của anh sẽ bền vững. Còn nếu anh xác định mà đi mở doanh nghiệp mà đi hốt bạc của khách hàng thì anh chết, có nghĩa là anh tham. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.